đang lạnh luôn, tôi kẹt đây, chết queo luôn. Kẹt tôi chân thì chết rồi. Cái gì mà già rồi. Mày bố hỏi là ai không? Mày bố hỏi là ai không? Rồi bây giờ có chơi được chưa? Chưa. Rồi, các đội sẵn sàng. Ủa nãy em chưa phổ biến gì mà vừa phổ biến đại. Rồi. Phổ biến rồi. Nói lại lần nữa, có hai hiệu lệnh. Hiệu lệnh thứ nhất là bắt đầu, các bạn sẽ tranh chấp nhau. Hiệu lệnh thứ hai, tôi sẽ đếm từ 10 trở về 1. Và khi 1 là các bạn sẽ lên ảnh. Tức là lúc đó là bắt đầu chụp ảnh đó. Và làm sao đó, nhiệm vụ của các bạn là làm sao đó để các thành viên của đội đối phương ít được lên hình nhất. Hiểu chưa không? Okay. Hiểu chưa không? Hiểu rồi chị. Hiểu rồi. Thời gian lượt một. Ủa mà phải sao chuyện chứ? Ở đâu vậy? Cho em cái ghế súp đi Hiền. Mình có thể giờ cái phao này gần không chứ? Đó, cho em cái súp đi, không lên nổi đâu. Chúng tôi đã tính toán rồi. Phao ở chỗ đó là chỉ có 1m3, 1m2 thôi. Đúng. Em đi được. Em đâu được là được em. Còn đỡ, còn đỡ. Dạ. Dạ. Đặt quá không? Dạ. Mình đang lợi thế về. Dạ. Không được mày sống luôn sao? Chứ lớn rồi. Không ai tôi lặn đây. Tôi lúc đang lặn đây, tôi kẹt đây. Chết queo luôn. Kẹt tôi chân thì chết rồi. Chứ gì mà già rồi. Ai hả? Chó ở đâu? Mày có hỏi là hỏi thêm lặn thôi không? Rồi bây giờ có chơi được chưa? Chơi. Thôi các đội sẵn sàng. Ủa nãy em chưa phổ biến gì mà vừa phổ biến đại. Rồi. Phổ biến rồi. Nói lại lần nữa, có hai hiệu lệnh. Hiệu lệnh thứ nhất là bắt đầu, các bạn sẽ tranh chấp nhau. Hiệu lệnh thứ hai, tôi sẽ đếm từ 10 trở về 1. Và khi 1 là các bạn sẽ lên ảnh. Tức là lúc đó là bắt đầu chụp ảnh đó. Và làm sao đó, nhiệm vụ của các bạn là làm sao đó để các thành viên của đội đối phương ít được lên hình nhất. Hiểu chưa không? Hiểu chưa không? Hiểu rồi chị. Hiểu rồi. Thời gian lượt 1. Ủa mà phải sao chuyện chứ? Rồi, xin mời các bạn coi là kết quả. Mình tủ đá cho bỏ em tiếp chị ơi.
bóng của vậy? Em quay xiết cổ em. Đây, Hiếu Hội Dung. Ủa, ai em chìm đâu? Em ở dưới đó vậy? Ai chìm mà lót có cái nửa người vậy? Chị Kha Lê, chị Kha Lê. Em á, đi mà. Tốn rồi thấy chưa? À, bố ca với lại, bố ca với Nam Thư là không được công nhận nè. Đội của Trường Giang chỉ có Tuấn với Giang là đầy đủ mắt mũi hai lỗ tai. Anh Huy không chị? Bên đội của Dương Lâm là chỉ có duy nhất Crystal là đầy đủ mắt mũi tai. Yeah. Không sao đâu. Bây giờ là tấm ảnh thứ hai. Lượt hai bắt đầu. Lên. Bắt đầu. Lên. Cùng điên khó quá. Dạ. Trời ơi, em có gì đâu rồi. Em Quy. Quy. Em đối xử gì không? Hãy quay cái mặt em nha. Nói nghe nè. Ôi, hiểu không bỏ rồi. Kiều Minh Tuấn cho vậy. Kiều Minh Tuấn. Nè, Kiều Minh Tuấn giúp đồng chí Phan lên. Em cũng có mà ở dưới có Trường Giang, hay quá. Minh Tú, hay quá. Nghe Minh Tú, Ngô Kiến Huy và Lâm Mỹ Dạ. Yeah. Em với Ngọc Phước cũng thấy được đầu à? Rồi các bạn còn ổn hết không ạ? Chơi. Rồi lượt ba em đứng chơi vàng. Chơi nô nô cô gái. Em chơi đứng đầu tôi. Không. Em chơi đầu tôi. Lên đi.
xong rồi. Thế là con Quý Quy nó kẹp cổ. Tôi công bố đây là những gương mặt được công nhận nha. Ủa thua luôn hả? Kiều Minh Tuấn, Kiều Thúy Hề, Kali, Lâm Mỹ Dạ, Ngọc Phước. Và Ngô Quý Quy. Đúng rồi. Tôi Lâm là bị đứa ba đầu vô một kìa. Anh dây là bị nước á Lâm. Nước gì nè. Bây giờ lượt thứ tư và lượt thứ năm chúng tôi tăng cấp lên để tránh cái trường hợp là các bạn cứ đè đầu kẹp cổ nhau. Chúng ta sẽ xuất phát từ ở đầu kia của hồ bơi. Các bạn sẽ phải bơi lại đây. Được, con nhỏ được, con Phước nó không có trong chân được. Ai không bơi được thì có thể đi chọc chọc men men theo cái bờ hồ. Trong giờ mấy giờ mấy giây vậy? Có thời gian đi mấy giây nhưng mà lại đã lắm dài lắm chậm mà. Còn giờ đây sâu hơn nha. Và gần tới đây thì tôi sẽ bơi từ 10 trở về 1. Ok. Sâu. Từ từ xuống điên loạn hết rồi. Ai nữa ba má đâu thấy cảnh này. Rồi thời gian bơi lội bắt đầu. Kẹt rồi. Con trộn bắt đầu. Kẹt rồi. Con trộn trộn đó chứ. Anh ơi đi trước được không? Đạp lên chân tôi à. Chúng ta đạp vô cái đầu em rồi. Trường Giang và chúng ta còn một lượt chơi cuối trị giá 2 điểm. Ok, chán lên em. Cố lên em ơi. Nhưng mà em vậy? Em chịu hiểu rồi. Rồi. Rõ ràng em không có tội gì đâu. Sao lưng anh Lâm á? Tôi kéo chị lên. Để kính mình lưu ý nha. Ngày hôm nay mà đội nào ra đường ngủ thì là ekip đang đi hình và phục vụ cho đội đó chúng ta đừng luôn.
Cho nên là tôi đề nghị ekip là nhiệt liệt cổ vũ cho hai đội nha. Đánh nhau cái gì? Chúng tôi không làm sự giả tạo cổ vũ cho đội Trường Giang hả? Cổ vũ cho đội Thiên Long à. Ủa sao xìu quá vậy? Tay giả tạo. Trời ơi, mày đâu rồi Trân? Rồi bây giờ tất cả sẵn sàng chưa? Anh buồn dạ. Lượt chơi cuối cùng trị giá 2 điểm. Lượt chơi thứ 5 bắt đầu. Để đi kỹ. Để đi kỹ. Quy cho anh xảy ra. Quy nó lên rồi. Thôi. Trời. Cái gì? Rồi bây giờ sau một ngày chơi vất vả cùng nhau thì đội của em Long, các bạn giành được 8 miếng dán màu xanh. Và đội của Trường Giang, các bạn được 2 miếng dán màu cam, mà 2 miếng dán này là do công lao động từ... Tụi em biết rồi. Trời ơi, quá giỏi. Trời ơi, gọi giỡn quá con. Gọi giỡn quá con. Các em tự hào về các con. Con bé nó sắp chết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dán vào, và dán thứ tự như thế nào là tùy các bạn, để tránh việc là các bạn nói là ban tổ chức sắp xếp. Bên mình ít ra mình chồng trước đi. Đúng rồi. Cứ cầm đi. Chồng mình. Bên ít phải cho dán sâu chứ. Dán sát nhau luôn anh. Họ dán sát nhau là họ có cơ hội trúng nhiều hơn. Không, còn hình xui thôi. Một là đi bụi, hai là đi ngủ. Đúng. Bao vây luôn anh. Đúng. Bao vây. Bộ vây luôn. Tại vì cái này với cái này có khác gì nhau với mình đâu. Đúng. Okay. Mình mới chơi vậy luôn. Đẩy cho rồi, bên kia đi bụi theo mình luôn. 30% rồi. 30% luôn rồi. Rồi đội của Lâm dán đi. Đây lộn rồi. Trời đất ơi trời. Thử hả? Thử. Thử nha. Thầy thang thử nha chị Lâm. Thử nhiều quá như vậy là do cái hồ mộc ở đây rồi. Công bằng rồi. Ok. Sáng nay đội chúng tôi đã trằn trọc, băn khoăn, rồi trách móc, rồi có những lời nói nó hơi nặng.
nó hơi nặng với lại hai em thì anh vẫn giữ cái lời nói đó. Anh nói hai cái này của họ đó là, đó là. Không, nhưng mà thiệt Quy hay lắm luôn á, lên đảo vậy mà không kiếm được hai miếng. Ủa mà làm sao lấy được hai miếng này vậy? Xin chia sẻ. Xin á. Mình là gì? Chúng ta biệt đội gì? Mình là biệt đội Ngọc Thành Nhung. Không vui mà dậm hoài ha. Nó hoài luôn rồi. Quay đi. Thổi loài thuồng luồn nước kia. À, còn anh em thì sẽ cố gắng để có một chỗ ngủ an lành. Tại vì hồi nãy Minh Tú là có chụp hình, nhưng mà cuối cùng tụi em để ý hết là Tú có lên, nhưng mà cuối cùng không có hình. Thì em nghĩ là âm đã thịnh, dương đã suy. Cho nên em muốn không thể nào ra đồng ra biển ngủ. Không thể nào mà ra đồng ra biển ngủ được. Cái ngoài đó là đẹp lắm á. Ngủ ok lắm, nằm là không vậy đó. Hả? Gì vậy? Rồi, bây giờ ai quay trước? Cũng có một lần rồi mà. Được rồi anh. Anh đã tìm nhầm đi. Anh vẫn xì lũ đâu. Anh lớn đó, anh lớn đó. Ai. Em ra gì? Em ra cái kéo. 3, 2, 1. Bẹt. Trời ơi. Ladies and gentlemen. Yes. Tonight. Tonight. How do? I do. Oh, in do. Yeah. Yeah. Okay. Your hand. Okay. Your hand. My hand is not a term. Term. Rửa nước. It's not term. It's a... Thúi quá. Cơ lo. Yes. Mà làm sức đây. Trời ơi. Có ngủ được rồi, giờ là ngủ nha. Thì không, chưa cái này chưa ngủ này, ăn thôi hả? Ăn thôi à. Ủa mình ơi, thật sự mình ở đây không vậy? Thì ăn gì cũng được, ngủ là quan trọng hơn. Cái nào xuống chiếc ngọc trai có ngọc phước trồi đầu lên không? Cái nào xuống chiếc ngọc trai có ngọc phước trồi đầu lên không? Trời ơi, sợ ngọc phước nghe gì mới lợi. Lấy ai mà xong nói chuyện cái này, bữa nay không mắc cười nha. Không, em nói chuyện tâm sự vui vẻ thôi chứ em không có miếng nghề. Mấy con chim điên thì phép tặng là mấy con chó. Rồi bây giờ trước khi vào game thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn người bán hàng của chúng tôi. Xin mời Luffy Phi ạ. Trời ơi, tới chiều phải nói chuyện cho vui nha. Sáng giờ là thấy lèm bèm á trong họng không à. Luffy Phi, vô đây em. Tưởng đâu, ủa hôm nay sáng mặt em cũng tươi tỉnh lắm. Sao dạo này hàng hóa ẩm kinh tế suy thoái sao? Đây mới là lúc lên tặng chim rồi. Ôi, em ok quá, anh xin phép tặng em con chim. Đây, tôi làm ok luôn. 2, 3, móc kính thưa quý vị, gió đưa cành trúc Ada, tụi em buôn bán thật thà dễ thương nha. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chứ như vậy em bồn chồn em bán cái mắt kiếm bơ. Dạ. Giá hiện tại đang là 2 ngọc trai. Nếu anh chị nào cầm cái mắt cỡ thì đeo cái ống thở bên em. Đó. Ok. Ai mà cảm thấy đang bơi mà cảm thấy tương lai mù mịt, sự sống mù mịt thì hãy dùng cái chân dịch bên em. Ok, thưa quý vị, chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo thưa quý vị ơi. Hôm nay là đêm Giáng sinh, ai mà ăn muốn ăn Giáng sinh thì hãy mặc cái ba bao sao cứu sinh. Sao giáp vậy? Không có liên quan. Nếu như cuộc sống lao đao thì hãy lấy một cái phao mang về. Thôi, qua. Xong lưng tên thật là Nguyễn Trường Sinh, chắc về cầm một cái phao cứu sinh. Về đó sản phẩm của chúng tôi à, xin mời quý vị quẹo lựa. Mua mắt kính và ống thở. Tôi xin phép mua mắt kính luôn. Chúng tôi lấy cái này. Rồi, không ai lấy áo phao đúng không ạ? Anh Tuấn cần lấy không? Cần lấy không? Em lo lắm. Tôi rồi lấy đi anh ơi. Thôi, không sao đâu. Anh có biết bơi mà. Không, 1.5m anh đứng được. Rồi, bây giờ là chúng ta chốt phiên mua bán ở đây ha. Luffy Phi thu tiền đi em. Đây, anh trả cho. Thử thách này có tên gọi Cờ này của ta. Hình thức tương tự như trò chơi cướp cờ, hai đội sẽ thi đấu đối kháng, lần lượt theo từng cặp hai đối thủ quản tù xì. Người thắng sẽ là bên tấn công, được quyền chủ động tạo dáng. Người thua sẽ ở bên phòng thủ, phải sao chép dáng. Nếu người tấn công lấy được cờ và mang về phần sân của mình sẽ ghi được 1 điểm. Khi người tấn công đang giữ cờ, nếu người phòng thủ chạm được vào người, bên phòng thủ sẽ ghi được điểm.
mỗi người chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng là một viên ngọc nữ trung. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Em cựu chiến thần của em. Ai? Xong lên. Xong luôn. Xong rồi. Trời. Vậy thì tôi. Đúng rồi. Rồi. Ơi, hay quá. Quà giặt. Luôn ơi. Ôi trời. Ê sâu vậy? Bắt gian đi rồi. Right. Xong lưng, cổ lên. Xong lưng, cổ lên. Mẹ ra, cổ lên. Mẹ ra, cổ lên. Mẹ ra, cổ lên. Em ra gì? Em ra cái bao. Em ra cái bao. Một, hai, ba, hai, ba. Ủa trời ơi. Dừa, dừa. Trời ơi. Đánh giá không mẹ đó. Mẹ. Lưng là ghê lắm. Thức các kiểu. Ờ, gai gì đồ. Ôi, chạy ơi, chạy ơi. Ôi, chạy ơi, chạy ơi. Ủa xong luôn thắng hả? Luôn thắng. Trời ơi. Chết rồi. Cặp tiếp theo là gì nào? Anh Tú và Ngô Kiến Huy. Yeah. Wow. Đây bây giờ em không cần cái này nữa. Đúng rồi. Em phải cần. Mua làm chi? Mua làm chi? Mẹ nói sao? Nhà nhiều. Nhà nhiều tiền, bố cứ nhiều kia. Bố là mua. Xuống. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Rồi gần 40 tuổi rồi đó trời. Rồi. Thua nữa rồi. Đâu rồi. Bây giờ tôi lên. Nè gà chế chà lá gà. Nè gà chế chà lá gà. Còn cái gì về hiếu thứ hai đó, hãy đẹp anh ơi. Bum 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 bum. Tổ mèo nè. Đã quay đâu cái kéo nè. Chấm đường nước nè. Mệt. Con khỏe, khỏe. Mệt quá. Cắt bụng nè. Trời ơi. Đúng rồi. Một. Cắt kéo nè. Vô, vô, nó, nó. Quay đầu đó ai nè. Lắc. Tôi chưa làm gì em nha. Cố làm gì thôi. Thôi hai đàn ông đó. Cãi một cái lại gì. Đêm Noel là đêm trang hoài yêu thương. Đúng rồi, tập trung Tú ơi. Đừng nghe những lời mấy cái tên địch ở trên bờ. Nguy hiểm à. La hoa nè. Thật nghe Tú nha. Không sao, hơi la. Nguy hiểm lắm Tú. Phê quá. Phê quá. Phê quá. Gì vậy trời. Nhanh nhậu quá. Đi rõ ra. Tôi ngồi vậy mà. Anh Quy ơi, Tú là quải làm vui không anh? Đang vui nha, đang vui nha, đừng phá. Ok. Thôi, vui đừng phá. Thôi thôi. Tâm sự với bạn mình nè. Gọi đầu nè. Gọi đầu cho đồng nghiệp nè. Gọi đầu.
Thôi gọi đâu? Rồi nướng đầu vào đồng nghiệp xuống nha. Làm đi. Trời ơi. Trời ơi. Đầu đàn anh luôn. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Dạ. Không kiên nể ai hết. Nhảy xuống đâu rồi nào? Dạ. Ủa dạ nè Tuấn ơi. Tuấn cầm đàn quá. Yeah. Ủa đụng rồi hả? Đụng rồi. Tôi biết đi đâu rồi. Ai nào xưng tên đi. Viết Phan và Hiểu đi. Một, hai, ba. Đây rồi. Ủa sao anh đi qua bên cái chỗ của em? Tôi qua tôi đứng thôi. Giờ tôi muốn úp mặt nước. Đúng rồi, đục đầu xuống. Đục đầu xuống đây. Rút xuống. Anh xuống rồi, anh lên là anh báo lên nha. Anh sẽ chiều chân em. Ok. Anh báo mà. Anh kêu em luôn. Chạm đi cờ mà em chạm cờ làm thôi nha. Thôi giờ đổi đi. Phải qua đúng bên đội tôi đi. Em ấy quá. Là phải rút mặt xuống thôi. Tôi dừng chân. Giờ tôi muốn nhảy. Hay giờ nhảy. Trời ơi, em ơi là em. Tiếp cặp cuối cùng. Đi thôi chị ơi. Đi thôi em ơi. Miss Grand Việt Nam gọi tên đó là đó là tình anh em đó. Tình anh em là vậy đó. Dở quá. Trời ơi. Chưa. Tôi phải đi thôi. Hãy xem đây. Ôi pháp thuật của ta.
thật xa. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, hãy xem ta đây. Thiên Linh, Địa Linh Linh, hãy xem ta đây. Mũi ra gì? Mũi ra cái kéo. Tôi ra cái búa. Hãy xem đây. 1, 2, 3. Ủa, mày. Làm được. Đang thắng mình ơi. Trời ơi. Đang 2-1, đang 2-1. Trời ơi, em không có thật thà gì á. Ủa, ờ đúng rồi hả? Ủa, em mới thật thà đó. Trời ơi. Anh biết bơi không? Anh biết chứ. Tôi thôi anh biết bơi, anh nói là biết bơi rồi. Không, tôi biết bơi. Anh phải làm chung tôi. Anh phải làm chung tôi. Rồi. À, anh biết bơi không? Em biết bơi không? Tôi và anh phải nói anh luôn. Anh học bơi chưa? Chưa. Chưa. Sao vậy? Chưa. Sao vậy? Chơi với mấy người mà đầu óc mà... Ủa thì tôi thật tình với em. Tôi thật tình với em. Làm giống anh ơi. Thì làm giống nè. Ừ. Hỏi đi. Anh biết bơi không? Không. Ủa, làm giống có kêu nói giống đâu. Nói giống luôn cái gì? Làm giống nói giống luôn. Rồi. Ngủ lại. Sao ngủ lại? Chơi tiếp nè. Chơi tiếp. Chân nè. Học xuống. Ủa em. Em xong rồi đó. Ừ. Để em học về tự học xong rồi đó. Cập xuống là xong nè. Không, em học chân xuống vậy mà. Đi đôi đàn thông có chân. Ủa, nè. Anh không có lỗ. Không, tôi đi qua coi đi. Sao đi được nè? Dạ, đi được thì đang đâu đi được. Ừ. Anh dở chưa lên? Anh dở chân dở được? Anh dở chân dở được? Ủa? Thì nó hỏi, nó nói em phải làm gì theo nó. Anh phải học chân xuống. À, học chân xuống. Học nè, học còn cái gối nè. Cũng còn gối nè. Tôi dở chưa lên? Tôi dở chưa lên? Đâu? Đâu? Ok. Hay gì? Hay vậy? Em có cần phụ, em phải đáp phụ chứ. Ừ. Cho anh cái ống. Chúng em. Lên. Xuống lại. Anh xuống lại. Ủa, xuống lại hả? Nằm sắp xuống. Nè, tiếp theo nè, anh nhìn nè. Nè, tiếp theo anh nhìn nè. Mông chiếc ngọc. Mông qua đây. Mông chiếc ngọc. Tôi quan hướng nào là tôi quan hướng đó. Một viên ngọc, tôi quan hướng nào là anh phải quan hướng đó. Tôi quan xuống đây. Đây. Tôi quan ngay đây. À, đúng rồi, có gì nữa. Nhưng mà ta quan ở đây nữa. Đúng rồi. Tôi chơi viên này. Anh còn mấy viên? À bự bằng nha. Đâu tôi kiểm tra. Đây. Trả đây. Ủa? Trả đây. Tiền lấy của tôi kìa. Không dám nhìn xuống, con mắt nó đang nó đỏ. Cô ba cúng thêm đi. Nè, đi. Không, đi đây gì, đưa đại viên rồi. Mình chơi đồng đội đi, mình chơi đi, mình giết người ta đó. Thì đó, mình cứ lấy viên về trước đi. Ok. Ủa,
làm cái gì? Cho anh mượn cái áo đi. Đâu có đủ rồi. Ok, ra. Em ơi, anh biết bơi không? Anh biết bơi không? Lấy thêm một viên nữa. Lấy thêm một viên nữa. Để cái lặn vô. Giống như chờ thời hết trời. Một. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Ủa? Ủa? Nhiều quá. Nhiều quá. Ủa? Đau. Đau. Em đánh anh lão dai, sao đánh em mặt. Ủa? Thôi gu. Vậy đánh lại. Trả thù, đúng rồi. Ôi đau, phải đau, đau. Ôi đau, phải đau, đau. Ôi đau, phải đau, đau. Đau. Anh thuận tay chân này. Anh thuận tay chân này. Rồi chuẩn Rồi như vậy là kết quả bữa ăn ngon đã thuộc về đội của anh Tú. Yeah. Yeah. Thôi đi ăn thôi nào. Đi thôi. Yeah. Ủa? Kể đi em. Kể đi em. Tiếp tục chương trình đi. Kể đi. Mình chương trình đi, chương trình đi. Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn. Chúng ta đang chào đón hoa hậu Thùy Tiên. Wow. Ba xin lỗi, anh chưa kịp nhìn khách mời ghi lại luôn á. Thôi thấy Nam là đẩy đi đi anh ơi, em thấy Nam rồi. Đó là một thằng bạn của em hả? Em đang nghĩ nó cho nó vô đi. Thôi nó đi, nó sưng bưng ra đồ cũng được. Chơi đi hả? Thôi vô chị. Chun 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 ơi, vô chun ơi. Mấy đứa này xin lỗi chun nha. Đưa đi tôi vô đây. Không, bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi qua bên kia tôi không chơi nữa, tôi về. Ủa đi về đúng không? Ê á. Ê đào nách luôn hả? Đào nách. Từ từ. Ê áo mới của Thái. Trời ơi từ từ. Kinh cái chiều gì mà nó ác ôn vậy? Ủa? Cái gì vậy? Rất. Ủa? Chào mừng hả? Ê đủ búp. Ủa có vụ đó nữa hả? Cái gì vậy? Ủa chào đi. Không được chào cái này. Cái này không có quay được. Tại chúng ta nào? Em người ta. Chào cái gì vậy? Chào. Đưa lên rồi chào đi. Chào chào mọi người. Chào Jun. Hello. Hồi nãy ở trong kia là bé nào nắng bé, quá bé, nào? Bé nói y chang y chóc luôn, thế nào anh ra cũng bị đuổi. Em nói không có đâu, này bạn thôi lắm. Hai khách mời sẽ tham gia thử thách hên xui của chương trình để chia đội. Thử thách có tên là ly nước may mắn. Khách mời nào chọn đúng ly cà phê sẽ được quyền ưu tiên chọn thành viên cho đội mình. Alo, chọn thành viên luôn á. Mời hai bạn tiến lên nhận nước. Rồi chưa em chọn trước đi. Rồi, rồi Tiên đi xa rồi Tiên ơi. Xa vậy? 100% á. Em chơi mẹ mong hết mình. Anh chút. Tự lơ. Một. Để nha, nhóc bát nha. Vô. Nhóc bát nha. Vô. Vô. Mẹ cùng hát em. Vô. 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 Mẹ cùng hát em. Vô. Vô. Mẹ cùng hát em. Vô. 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 Uống cơ, uống cơ ngay. Được, được, được. Uống cơ ngay. Được, được, được. Uống cắn giả tạo sự thật mà mất lòng bé. Cái muối đúng không? Uống mẹ nuốt, 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 nuốt. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi.
Được. Bài học đầu tiên mình được phun ra nha em, không được ngủ hết. Ủa vậy hả? Được. Đúng rồi. Sao không ai nói em? Anh đã nói chung vô. Anh đã nói chung vô phun vô mặt Lâm đi. Nếu chọn thành viên nào? Ok ok ok, em nhớ rồi. Cái chọn thành viên nào phun mặt em chọn ai? Em nhớ rồi. Anh đó. Anh đó. Chuyên Phạm uống ly cà phê nên được chọn thành viên trước. Yeah. Cái... tôi là Kình Ngân. Được. Tôi cho bạn cơ hội vào đội của tớ. Nguyễn Huy. Rồi. Rồi. Chọn anh. Em chọn em chọn. Anh xin quá. Em cho em... anh chơi với em đi. Nè anh cọc với em đó mà. Giờ anh diễn nét gì đó. Vậy? Cái nét anh vậy đó. Nói trước là anh Dương Lâm không biết bơi. Rồi xong rồi đó. Không biết bơi thì có nghe người ta nói vậy. Anh Tuấn cũng không biết bơi. Em sẽ chọn anh Giang. Đúng vậy. Đúng vậy. Ở đây mà kinh nghiệm ai qua tôi. Rồi. Rồi. Rồi người thứ hai. Quá trời. Em nhận biết là có kinh nghiệm trèo. Đúng. Trèo. Cách đây 10 năm anh đã trèo cái này rồi. Đây chỉ là một cô bán đậu phộng thôi, anh đừng có tin hết đâu. Ủa sao những người hèn hạ đứng bên này vậy? Cái gì? Trời ơi. Ủa có quy định người hèn hạ đứng phải hả? Tại vì theo chương trình em có thể là okay, cho okay, người rồi. Này một đội không? Tôi về với bé Tiên à. Rồi tôi chọn Kiều Minh Tuấn đi, coi ảnh không hèn hạ như thế nào. Yeah. Bà Tiên. Bà Tiên ơi. Bà Tiên ơi, sao bà ghét con em? Tại còn mình khi đó sẽ hóa thân thành cô Tiên. Cô Tiên về bán giá, cô chọn con đi, cô Tiên ơi. Chọn em rồi. Cô Tiên, cô chọn anh con lần đi sau cô. Anh đợi lần sau đi. Anh đợi lần sau đi. Yeah. Không, không ai chọn. Bò qua đây, bò qua đây. Trời ơi. Trời ơi. Đồ Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Không ai chọn. Em nhớ ngày hôm nay em không chọn anh nha. Anh chơi với em thân bại danh liệt. Chơi chúng ta sẽ chơi trò chơi kéo co trên tiền thúng. Trời ơi. Yeah. Vậy chúng ta xin thua. Vô đây, vô đây. Kéo co. Mỗi đội cử một thành viên lên thuyền. Ai kéo thuyền về phía mình và lấy được cờ sẽ là đội chiến thắng. Chúng ta có 3 lượt chơi. 2 lượt đầu tiên, lần lượt từng thành viên của mỗi đội sẽ tham gia. Đến lượt thứ 3 thì 2 thành viên còn lại sẽ tham gia. Lượt 1 và 2, đội thắng mỗi lượt được 1 điểm. Lượt thứ 3, đội thắng được 3 điểm. Phần thưởng chiến thắng chính là bữa trưa với những đặc sản của Lý Sơn. Đội thua tự đánh bắt cá để làm bữa trưa trên thuyền. Trời ơi, giờ này đã nào đánh cá rồi, ăn cái gì? Tự đánh cá luôn hả? Ủa mà vui không? Không có kỹ năng, khó đánh lắm. Cặp đầu tiên em chúng đây. Tôi cử chị bán nước bán đậu phộng. Bán đậu phộng. Tôi cử chị bán nước mía. Tôi cử chị bán nước mía. Đúng rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Bò. Chị Tuấn lên. Chị Tuấn lên. Chị ba đâu phòng rồi. Trời đất ơi. Tuấn ơi. Tiên ơi, quánh nha. Chị Phòng ơi. Tiên ơi, quánh nha. Đúng rồi, đúng rồi. Phòng ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đừng ơi. Tuấn ơi, leo lên Tuấn ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Kẹp cổ nó, Tiên ơi. Kẹp cổ nó. Kẹp cổ đây. Yêu quá, yêu quá, yêu quá. Bé nó lão đảo rồi. Ừ. Kéo chưa? Kéo mạnh vô. Kéo mạnh lên tiên. Anh thả cho con bé nó kéo một xíu đi. Mình thắng chắc rồi. Hay quá Tiên ơi. Rồi làm đi anh ơi, chơi đi anh Tuấn. Ủa sao kỳ vậy? Anh Tuấn ơi chơi đi. Chơi thiệt đi anh Tuấn ơi. Đúng rồi, đúng rồi anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Nhìn chắc là đứng liền luôn. Qua đi Tuấn ơi, đúng rồi. Anh ơi. Bấm xuống hồ đi, bấm xuống biển đi. Tiên ơi kẹp cỏ kìa, Minh Tuấn đi. Giờ mang đây kẹp cỏ. Tiên ơi có lại đâu. Tao nuôi trong nắng ra. Tiên ơi chơi dơ đi em ơi. Chứ không có lại nữa. Chơi dơ đi, chơi đừng quà không lại người ta đâu.
Đúng rồi anh Thức. Ơi 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 ơi. Đúng rồi anh Thức. Chào anh. Đúng rồi. 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 Không chơi xấu. Chơi xấu. Trời ơi. Tổng cái nhanh quá. Đội chuyên phạm chiến thắng. Hiểu, đối với những người như Quý Quy thì chúng ta không có nhân nhượng. Đúng vậy. Nếu cần thiết. Ok. Ok. Hiểu rồi, cố lên nha. Ba, hai, một, bắt đầu. Quay cố lên. Kickboxing đâu? Quay lên. Đạp không? Mấy cái mít đâu hả? Trời ơi! Quá yếu trai không có như nhận người ta. Quá ưu lãng nha rồi. Chim xuống. Trời ơi, chim ơi. Chim ơi, chim cái thúng luôn rồi. Thôi chim ơi. Trời đất. Quyết đấu lẹ đi. Hiểu đủ rồi. Ngô Kim Quê. Không hiểu. Cuối. Mà là cuối vô. Cuối cái tay vô. Hay quá. Rồi thằng đứng rồi. Cuối cái tay vô. Hay quá. Trời ơi hay quá. Em phải cuộn cho giống như anh nè. Sao anh? Cuộn ra giống Hiểu á. Cuộn vô giật lại. Quy chân gian quá, quy đèn đèn cổ nhỏ kìa. Anh gian gì trời. Trời ơi. Thiệt mất nữa bây giờ. Đúng vậy. Quy chân sắp. Nó rớt rồi. Đội Thủy Tiên chiến thắng. Hay quá, vỗ tay. Hay quá. Tao có sức rồi, nó mạnh quá. Hấp yeah. Mày. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa anh nhìn thấy cảnh lại ra luôn. Nằm xuống đi.
Hiệp lực của lần đi. 1, 2, 3. Hiệp lực. Tụi em đi ăn được không? Tụi em đi ăn được không? Chứ giờ tụi em chán với cái thái độ chơi game này của mọi người quá. Ăn gian. Dừng lại đây, đừng hành hạ em tôi như vậy. Đừng có trở lên. Thôi kéo đi. Thôi lên nổi. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa sao tự xử luôn? Em trai nhẹ không khai hạt cơn. Mày dạy trẻ không à? Em trai nhẹ không khai hạt cơn. Mày dạy trẻ không à? Mày dạy trẻ không à? Không được rồi. Lo kéo đi trời ơi. Anh ghét lên thôi, lên. Gỡ mít ra cho anh coi. Tụi em cũng gỡ mít nữa. Ủa sao anh gỡ mít nữa? Trời ơi. Kết ơi, cứu mình nha. Làm đi. Để tôi giết nó. Mày phải chết. Chết. Ơ, chạy đất, chạy đất. Sắp lá cà đây. Chơi là giỏi đi. Hả? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Đạo chứng. Trời ơi. 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 Trời mày mặc trong túi mày đang mặc túi quần đỡ mà ra. Thấy ơi, đi mày. Thấy mày. Trời đất ơi, gì thì còn nghỉ dưỡng nữa đấy. Đây là xe không anh? Đi gì tiên? Về đi. Hai người mạnh hơn hẳn tiên ơi. Hay quá. Bên kia nhiều hơn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mà gió nó cứ tạt tạt qua, chúng tôi không làm lợi. Không phải, bình thường thôi, tại vì mình khỏe hơn, mình mạnh hơn, như vậy là quá công bằng rồi. Đã nói trước với lại mấy đứa rồi, cố gắng đi. Tại sao mấy đứa lại yếu như vậy? Chán ghê.
Ủa, mời chị bán đậu phộng ra khỏi đoàn chúng tôi. Sau 3 lượt chơi, đội của Thùy Tiên là đội chiến thắng. Đội thắng được nghỉ ngơi và ăn trưa. Wow. Đội thua phải lên thuyền đánh bắt cá ngay bây giờ. Thôi, chúng ta đi dùng nhà hàng. Đi thôi. Xin mời. Đội trưởng tôi đó xuất hiện bị sản rồi. Gạt giò.